Nhà máy ngói mòn Nippon là doanh nghiệp tiên phong trong sản xuất ngói xi măng bằng công nghệ hiện đại tiên tiến. Công nghệ sản xuất ngói của công ty là công nghệ tuần hoàn khép kín hiện đại bậc nhất hiện nay. Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu đầu vào, đảm bảo sản phẩm xuất ra đạt chất lượng hàng Việt. Ngói xi măng có hai dòng sản phẩm chính là dòng phủ nano và dòng sơn Maya cao cấp, được kiểm nghiệm đáp ứng các tiêu chí khắt khe nhất của thị trường Việt Nam với giá thành cạnh tranh nhất. Công ty không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo ra được lợi thế cạnh tranh tương đối lớn trong mỗi sản phẩm bán ra. Quá trình gia công nguyên liệu. Ngói xi măng màu Nippon là ngói chất liệu bê tông cốt sợi. Nguyên liệu chính để làm sơn ngói bao gồm xi măng, cát, sợi da tường, phụ gia chống thấm và một số nguyên liệu khác. Các loại nguyên liệu được cân đong theo định lượng tiêu chuẩn và được chuyển vào máy trộn, sau đó được đảo trộn cùng với nước chuối ép khô. Quá trình ép và tạo hình bán thành phẩm, ngói màu Nippon đã nhiều năm đầu tư nghiên cứu và phát triển thiết bị sản xuất ngói xi măng bằng hệ thống đun ép tiết kiệm năng lượng, hiệu quả cao. Công nghệ ép với hệ thống điều khiển tự động cho phép tạo ra các sản phẩm có độ dày với nhau, đảm bảo tính năng cần thiết như độ bền cơ học, ít có khả năng biến dạng, độ xích cực cao. Quá trình sấy với hệ thống sấy sâu rộng được vận hành bằng hệ thống điều khiển thông minh, quá trình sản xuất ngói màu Nippon có thể giảm tiêu hao năng lượng đến mức rất thấp. Quá trình sơn màu, ngói Nippon được sơn trên dây chuyền sơn sấy hiện đại, công suất 1000V/giờ và sử dụng dòng sơn tốt nhất thị trường. Công nghệ bắc phun với đầu phun được bố trí đa chiều, đảm bảo màu có độ bám dính cao với độ đồng đều trên bề mặt. Sản phẩm không có hiện tượng chảy sơn sau khi phun. Khi hợp tác với các hãng công nghệ nước ngoài, Nippon luôn đảm bảo các giai đoạn của quy trình sản xuất, giảm lượng tiêu hao nguồn năng lượng đến mức tối đa. Quá trình kiểm tra, phân loại sản phẩm tại Nippon được thực hiện rất nghiêm ngặt. Việc phân loại ngói dựa trên các tiêu chí như tiêu chuẩn cơ lý, tiêu chuẩn về kích thước, tiêu chuẩn về bề mặt của sản phẩm. Sau khi trải qua quá trình phân loại, ngói được đóng bọc ni lông bằng hệ thống thiết bị tự động và chuyển vào lưu kho bằng các xe nâng chuyên dụng. Ngói xi măng Nippon được nhà sản xuất bảo hành màu sắc tinh tiễn và dễ dàng trong thi công, lắp đặt nhờ các yếu tố như cường lực và độ cứng cao, chống thấm nước, hệ thống rãnh thoát nước, chống tràn, giúp các viên ngói sau khi lập tiếp vào nhau và không bị bắn nước ngược trở lại gây rột. Ngay cả điều kiện thời tiết mưa to gió lớn, ngói xi măng Nippon vẫn đảm bảo khả năng chống hất sợ tốt, khả năng chịu nắng và chống tiêu cực tím tốt. Đặc biệt, ngói màu Nippon có trọng lượng nhẹ, giúp tiết kiệm chi phí kết cấu mái và không bị bẫm mái. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng, cùng những bước đột phá về công nghệ, Nippon đã đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt để mang đến các kiểu kiến trúc mái ngói cho tổ ấm và góp phần mở ra những tư duy mới trong thiết kế các công trình.